Xin kính chào khán giả đang đến với bản tin huyện Gò Dầu của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Bản tin ngày hôm nay sẽ có nhiều nội dung đáng chú ý sau. Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Gò Dầu đến dự chương trình Dần trăng cổ tích năm 2024. Sôi nổi hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính huyện Gò Dầu năm 2024. Gần 14.000 lượt đoàn viên thanh niên huyện Gò Dầu tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Bây giờ là nội dung phần tin chi tiết. Thưa quý vị, Liên đoàn Lao động huyện Gò Dầu phối hợp cùng huyện đoàn tổ chức chương trình Dần trăng cổ tích, trao tặng quà trung thu cho thiếu nhi là con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đến dự chương trình có bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện. Chương trình đã diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ và múa lân, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em thiếu nhi. Dịp này, Liên đoàn Lao động huyện trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá 200.000 đồng cho thiếu nhi là con đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí trao tặng quà là 40 triệu đồng, do Liên đoàn Lao động huyện hỗ trợ 28 triệu đồng, số còn lại do Tòa án nhân dân huyện hỗ trợ. Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu vừa tổ chức hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính huyện năm 2024. Đến dự hội thi có bà Đặng Thị Bích Hiền, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Tây Ninh, bà Vương Thị Thiêu Oanh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gò Dầu, bà Trương Thị Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Hội thi với sự góp mặt của 10 đội thi, quy tụ gần 100 thí sinh đến từ Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp trong toàn huyện. Các đội đã trải qua 3 phần thi, gồm thi trắc nghiệm kiến thức về công tác cải cách hành chính, thi xử lý tình huống và phần thi xây dựng tiểu phẩm tuyên truyền về mô hình, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong lĩnh vực cải cách hành chính tại cơ quan đơn vị. Hội thi được tổ chức nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn huyện giao lưu, chia sẻ sáng kiến, cách làm hay, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Sau một buổi tranh tài sôi nổi, giải nhất đã thuộc về đơn vị xã Thanh Phước, giải nhì thuộc về đơn vị xã Phước Trạch. Ban Thường vụ Huyện đoàn Gò Dầu vừa tổ chức hội nghị tổng kết chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Đến dự có chị Nguyễn Thị Trúc Mai, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Năm nay, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè trên địa bàn huyện Gò Dầu đã huy động gần 14.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia với nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại hiệu quả thiết thực như tiếp sức mùa thi, tiếp sức đến trường, kỳ nghỉ hồng, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật xanh, chung sức xây dựng nông thôn mới, cùng các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó đã góp phần thay đổi diện mạo các địa phương, nâng cao đời sống của người dân. Tổng giá trị về kinh tế của các công trình phần việc thanh niên trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 của tuổi trẻ Gò Dầu là hơn 1,4 tỷ đồng. Qua chiến dịch, các tổ chức đoàn đã phát triển được 332 đoàn viên mới, giới thiệu 64 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp và thành lập mới được 2 tổ chức đoàn hội. Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Dầu khen thưởng cho 9 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024. Thưa quý vị, Ban đại diện Hội người cao tuổi huyện Gò Dầu vừa tổ chức thành công đại hội thành lập Hội người cao tuổi huyện. Đến dự đại hội có ông Dương Quốc Thới, trưởng Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh, bà Trương Thị Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, cùng hơn 30 đại biểu đến từ 9 trên 9 xã thị trấn trong toàn huyện. Những năm qua, các phong trào thi đua của Hội người cao tuổi trên địa bàn huyện Gò Dầu đã ngày càng có hiệu quả thiết thực, nhất là phong trào tuổi cao gương sáng đã nêu gương cho con cháu trong gia đình và người dân địa phương, cũng như việc thu hút các nguồn lực xã hội hỗ trợ, chăm lo cho các đối tượng người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hội người cao tuổi huyện Gò Dầu được thành lập theo quyết định số 1424 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh. Hội người cao tuổi huyện là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, hoạt động theo quy định pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành gồm 15 ủy viên. Ông Nguyễn Văn Minh, nguyên trưởng ban đại diện Hội người cao tuổi huyện, được bầu giữ chức Chủ tịch Hội người cao tuổi huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy ban dân huyện Gò Dầu vừa phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức buổi tập huấn công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2024.
Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được thông tin về kế hoạch và hướng dẫn một số văn bản chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, nhất là hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 45 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc quy định chuẩn hộ nghèo tỉnh và chính sách hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đa chiều, hướng dẫn thực hiện thu thập thông tin, ghi phiếu, mẫu biểu, rà soát, mẫu biểu tổng hợp và báo cáo kết quả rà soát. Thời gian thực hiện rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo là từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 1 tháng 11 năm 2024. Công tác rà soát là phỏng vấn trực tiếp, điều tra viên đến từng hộ gia đình, thu thập thông tin, ghi phiếu, không sử dụng tài liệu có sẵn hoặc thu thập thông tin qua người khác, giúp cho việc rà soát đảm bảo tính minh bạch, công bằng và công khai. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo năm 2024 của địa phương, qua đó đề xuất xây dựng các chỉ tiêu phát triển kinh tế, hoạch định chính sách an sinh xã hội năm 2025 của huyện. Quý khán giả thân mến, bản tin huyện Gò Dầu kỳ này xin được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự chú ý quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.